Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 26 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, áp thấp nóng ở phía Tây tiếp tục mang đến nắng nóng cho các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ. Trong trưa nay thì nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 34 cho đến 36 độ. Trong khi đó thì thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực phía Đông của Bắc Bộ thì trời hửng nắng nhẹ với nhiệt độ phổ biến là từ 27 cho đến 30 độ. Thời tiết toàn khu vực sẽ có sự thay đổi từ chiều tối nay khi mà một khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp vắt ngang qua các tỉnh vùng núi của nước ta, gây ra mưa rào và dông. Mưa bắt đầu từ các tỉnh vùng núi phía Bắc như là ở Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, sau đó lan rộng dần ra toàn phía Đông Bắc Bộ và một phần sang phía Tây Bắc Bộ. Đợt mưa dông diện rộng này sẽ mang đến một lượng nước cho cây lúa xuân đang phát triển, đồng thời thì nó sẽ làm giảm nhiệt độ và kết thúc nắng nóng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên thì trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm, nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng núi. Vì vậy bà con cần phải chủ động đối phó để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Xuống tới các tỉnh ven biển miền Trung, ngày hôm nay thì nắng nóng vẫn diễn ra dọc theo các tỉnh từ Hà Tĩnh kéo dài cho đến tận Quảng Nam, Quảng Ngãi và tận Phú Yên. Nhiệt độ toàn miền dao động ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây nhiệt độ còn lên đến mức là 36 cho đến 38 độ, trời nắng nóng. Từ tối và đêm ngày hôm nay thì những đám mây dông từ phía Bắc sẽ bắt đầu dịch chuyển dần xuống và gây ra mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An. Sau đó thì lan dần xuống đến Quảng Bình, Quảng Trị và khu vực của Thừa Thiên Huế vào ngày mai. Mưa dông không những mang lại nguồn nước quý giá cho khu vực này mà cũng làm cho nền nhiệt giảm nhanh, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong những ngày vừa qua. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày thì có nắng nhiều, nhiệt độ trong trưa chiều nay dao động ở mức là từ 31 cho đến 34 độ tại Tây Nguyên và từ 34 cho đến 36 độ tại Nam Bộ. Đến chiều tối, với sự hoạt động của gió Đông Nam, mây đối lưu phát triển mang đến mưa dông cục bộ cho toàn khu vực, tiết trời dịu mát dần. Sau đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, hai ngày tới thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng với tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở mức là từ 27 cho đến 29 độ. Nên nhiệt độ giảm dần, chấm dứt nắng nóng tại khu vực Tây Bắc. Đến ngày 29 thì mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc. Với khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai thì nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cũng cần phải đề phòng với các hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là với các tỉnh thuộc khu vực vùng núi. Nhiệt độ giảm dần chỉ còn dao động ở trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ. Sang hai ngày tiếp theo thì mưa giảm xuống ở diện vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trong hai ngày tới thì nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông thì có khả năng là sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nên nhiệt giảm mạnh, chỉ còn dao động ở trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ, chấm dứt nắng nóng ở khu vực này. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong hôm nay và ngày mai thì mây thay đổi, phổ biến sẽ là không mưa, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng là giảm dần, cao nhất phổ biến ở trong khoảng là từ 32 cho đến 33 độ. Từ ngày 29 thì trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông vào chiều tối, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Với khu vực Tây Nguyên, trong hai ngày tới thì có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất ở mức là từ 31 cho đến 34 độ, thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Từ ngày 29 thì mưa dông có xu hướng là sẽ lan rộng, cần phải đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Với khu vực các tỉnh thuộc Nam Bộ, hai ngày tới trời vẫn ít mưa và nắng nhiều, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ nhưng mà còn ở mức cao. Đến ngày 29 thì mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối, nên nhiệt giảm thêm khoảng 1 đến 2 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ ở mức là từ 31 cho đến 33 độ. Tại khu vực của thủ đô Hà Nội, trong hôm nay và ngày mai thì nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, nhiệt độ giảm chỉ còn dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ. Sang hai ngày tiếp theo thì mưa giảm xuống ở diện vài nơi. Trên biển, vùng biển Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm có vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thì có gió đông cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, sóng biển dưới 1,5 m, thuận lợi cho mọi hoạt động đánh bắt thủy hải sản của người dân. Vùng biển Nam Biển Đông, bao gồm có vùng biển của quần đảo Trường Sa, thì có gió đông ở mức là cấp 3, cấp 4, biển êm, tầm nhìn xa thoáng, thuận lợi cho hoạt động ra khơi của người dân. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.